Ngày 10 tháng 5, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền khiến 6 người rơi xuống hồ Đa Tôn. Theo đó, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy là ông D, 54 tuổi và ông N, 44 tuổi, cùng ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Như tin đã đưa, trưa ngày 9 tháng 5, ông Trần Thanh Việt, 40 tuổi, ngụ ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai, tổ chức ăn uống, đón tiếp 5 người thân bên vợ từ Lâm Đồng đến chơi. Sau khi ăn nhậu khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Việt lấy thuyền chở 5 người ra đảo trên hồ Đa Tôn, thăm văn phòng của hợp tác xã Đa Tôn. Khi cách bờ đảo khoảng 100m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh, nước tràn vào làm chìm xuồng. Sáng ngày 10 tháng 5, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận lãnh đạo Công an tỉnh đã ký quyết định kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, do liên quan đến việc đánh phụ nữ, chỉ đạo bắt giữ người trong đêm tại tiệm cắt tóc. Ngoài ra, Trung úy Trịnh Việt Hoàng, cán bộ Công an phường Sông Bằng, người đi cùng ông Đoàn, cũng bị kiểm điểm phê bình trước toàn đơn vị khi đến hiện trường vụ việc theo sự chỉ đạo của ông Đoàn. Trong khi đó, hành vi đánh phụ nữ, cựu phó trưởng Công an phường Sông Bằng bị Công an thành phố Cao Bằng xử phạt hành chính về lỗi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác. Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vụ việc có dấu hiệu hình sự. Cũng liên quan vụ việc trên, bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh bị xử phạt về hành vi xúi dục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác. Ngày 9 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 11 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đây là các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá cực lớn trên mạng Internet do Nguyễn Thanh Tùng, 44 tuổi, ở khu đô thị Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cầm đầu. Đường dây này được tổ chức dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh trên trang cá độ bóng đá của nhà cái Bóng 88, máy chủ đặt tại nước ngoài. Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc từ tháng 8 năm 2018 đến nay với tổng số điểm trên 132 triệu điểm, tương đương với số tiền khoảng 6.600 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thời gian gần đây, một số mô hình phát triển du lịch sinh thái homestay tự phát mọc lên trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã thu hút rất đông người dân và du khách đến trải nghiệm. Theo trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thành Tiến, qua giám sát tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, xuất hiện một số mô hình phát triển du lịch sinh thái. Tự ý dựng các lều sạp trang trí các tiểu cảnh trên đất nông nghiệp, nhằm phục vụ cho việc tổ chức sinh hoạt vui chơi, trải nghiệm và cả lưu trú, gồm khu A Lăng Như, thôn Giàng Bí, khu Hut Organic Farm, thôn Phù Nam, khu làng Coco, thôn Lộc Mỹ, khu làng Mê, Yên Retreat, thôn Nam Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Thái Văn Hoài Nam cho biết, mặc dù làm trên đất nông nghiệp, nhưng những mô hình homestay ở địa bàn xã phần nào tăng hiệu quả sử dụng đất đai. Thay vì trồng keo, mía, dưa hấu thì chuyển đổi sang hướng phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, theo ông Nam, trong quá trình chuyển đổi, do chưa hiểu rõ nên vẫn còn vướng quy định pháp luật. Ngày 9 tháng 5, kết luận của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ, tổng kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị y tế trực thuộc năm 2020-2021, gồm 506 gói thầu với tổng giá trị hơn 487 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, 176 gói thầu mua sắm trong năm 2020-2021, tỷ lệ 37,2%, tổng giá trị các gói thầu gần 309 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 52 gói thầu sai phạm về trình tự thủ tục. Đáng chú ý, qua kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 đã phát hiện có 2 trên 9 nhà thầu chưa được phê duyệt đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Trần Gia và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Panmi. Ngày 9 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa triển khai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thành công cho bệnh nhân nữ NTT, 102 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt, khó thở, nhịp tim chậm. Đây là trường hợp đặc biệt do bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền kèm theo nên nguy cơ tử vong rất cao. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, nhịp tim đều, bệnh nhân không còn mệt hay khó thở.
Sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Pulitzer 2022 đã xướng tên các tờ báo có những tác phẩm xuất sắc phản ánh đậm nét tình hình thế giới trong suốt một năm vừa qua. The New York Times là tờ báo nổi bật nhất khi đoạt 3 giải thưởng Pulitzer, trong khi Washington Post được vinh danh với giải thưởng về phục vụ cộng đồng và Reuters là hãng thông tấn có bức ảnh nổi bật nhất. Các giải thưởng The New York Times giành được thuộc các hạng mục đưa tin địa phương, đưa tin quốc tế và phụng sự cộng đồng. Theo ban giám khảo giải thưởng, The New York Times được đánh giá cao với tuyến bài điều tra về các vụ dừng xe gây tử vong của cảnh sát trên khắp nước Mỹ, cũng như cách thức người gây tai nạn thường né được các án phạt. Báo cũng phanh phui những thiệt hại tàn khốc trong chiến dịch không kích của Mỹ tại Trung Đông. Tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31 thay vì tuyển thủ đấu kiếm Vũ Thành An. Tuyển thủ Vũ Thành An sẽ thay vị trí của Nguyễn Huy Hoàng, là người đọc tuyên thệ của đại diện vận động viên tại lễ khai mạc SEA Games 31. Việc thay đổi bất ngờ này đã được lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tính toán cụ thể. Vào lúc này, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang ở những khâu hoàn tất cuối cùng và việc thực hiện chương trình tổng duyệt sẽ được tổ chức trong ngày 10 tháng 5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Lễ khai mạc SEA Games 31 được tổ chức vào tối ngày 12 tháng 5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.